Con ăn xong rồi ạ. Ồ, nhanh thế hả? Này, của cậu đây. Như vậy không đủ sao? Nhưng tớ không mang thêm đồ ăn cho cậu được đâu, sẽ bị phát hiện ra đấy. Tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu nhé, hãy chờ tớ một lát. Dạo này anh trai hành động lạ lắm. Có chuyện gì vậy? Thức ăn đang di chuyển kìa. Xin chào, cảnh sát. Cảnh sát trưởng Lambert đâu? Có quái vật trong nhà của tôi, mau đến đây. Cái gì? Chúng tôi tới đó ngay. Hả? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hả? Có ai không? Cảnh sát trưởng Lambert. Cảnh sát trưởng Labrador, con quái vật ở đằng kia kìa. Hãy trốn đi, để chúng tôi kiểm tra. Nó ở trong tủ bếp. Tới đây. Răng của nó cực kỳ sắc bén luôn. Đứng lại đó. Nó khỏe quá. Nó là con gì vậy? Răng sắc, chân ngắn, đuôi dài. Tôi biết rồi, đây là một con cá sấu. Cá sấu ư? Đúng là cá sấu kìa. Sao lại có cá sấu trong nhà mình kìa chứ? Con về rồi. Không được làm hại cá sấu cơ. Bắt con nó sở thú đấy. Cái gì? Con mua cá sấu về nhà sao? Cẩn thận. Mọi người hãy trốn trong vườn. Nhanh lên. Mọi người nhanh lên. Trời. Trời. Nó đâu rồi? Nó đang bơi qua bể bơi kìa. Ruby, lên đây nào. Đáng sợ quá. Đừng đuổi theo tớ nữa. Xúc xích, nó đang đói bụng. Cứu cháu. Tôi có ý này. Ôi trời.
Ba ơi. Bây giờ. Chào bạn, tạm biệt bạn nhé. Thú hoang thuộc về thiên nhiên, thiên nhiên mới là nhà của chúng. Cháu sẽ không bao giờ mang thú hoang về nhà nữa đâu ạ. Chúng ta không thể xử lý chuyện này thêm lần nào nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, thú hoang là những loài thú sống ngoài tự nhiên. Chúng không nên bị giữ trong nhà như vật nuôi. Chúng có thể mang theo ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, có một số loài rất hung dữ và có thể làm chúng ta bị thương. Nếu các bạn gặp thú hoang cần sự giúp đỡ, hãy báo cho ba mẹ hoặc cô chú cảnh sát sớm nhất. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cảnh sát chăm sóc em bé. Dobby, đến giờ dậy rồi. Ôi không, tôi buồn rồi, mình bị buồn rồi. Không, không. Dobby, lại ăn sáng đó chứ con. Hả? Giống hệt hôm qua sao? Đây, đây và đây nữa. Đây là những món yêu thích của con. Mẹ à, con cần phải đi ngay. Đợi đã. Ngon quá. Không giống như bữa sáng mẹ tôi làm. Bà tôi ăn chán lắm rồi. Mẹ anh đã dậy sớm chỉ để làm bữa sáng cho anh. Bà ấy sẽ buồn nếu nghe anh nói như vậy. Bụng của tôi đau quá. Cẩn thận. Con của tôi. Mẹ tắc kè. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng con tôi. Trông trẻ dễ đi ăn bánh ấy mà. Để đó cho chúng tôi. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Bé yêu, hôm nay bà chú sẽ chăm sóc cháu. Cậu bé đâu rồi? Cậu bé biến mất rồi. Tắc kè nhỏ, tắc kè nhỏ ơi. Tắc kè nhỏ. Dobby, tắc kè nhỏ ở đằng sau anh kia. Buồn quá đi. Cháu không thể ăn cái này được. Tắc kè nhỏ chắc là đói rồi. Của cháu đây. Cảm ơn các anh cảnh sát nhiều lắm. Sao cậu bé lại khóc nhỉ? Cháu đói rồi sao? Nhìn này, đồ chơi. Để tôi thử. Ôi.
Cậu bé cười rồi. Sao lại không nữa rồi? Cười rồi. Đã xong. Để đó cho tôi. Mùi ghê quá. Đứng lại. Cảnh sát. Đứng lại đó. Không. Có vẻ anh ấy cần giúp đỡ. Của cháu đây. Đã không thể thoát khỏi ta đâu. Hey, dừng lại. Cẩn thận. Sói đâu rồi? Túi sách đây rồi. Có lẽ anh ta ở ngay đây thôi. Anh ta trốn ở đâu nhỉ? Được rồi, được rồi. Chú sẽ nhặt nó lên. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Đây rồi. Bắt được rồi nha. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Tắc kè nhỏ, cháu đã giúp chú rất nhiều đấy. Ôi, con yêu. Cậu bé ngủ rồi. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc con của tôi. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Tạm biệt. Trông trẻ đúng là không dễ dàng gì. Đúng vậy, làm cha mẹ thật không dễ dàng. Dobby. Con đây. Sao hôm nay con lại dậy sớm thế? Bởi vì con muốn được ăn sáng với mẹ. Mẹ ơi, của mẹ đây. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, làm cha mẹ và nuôi dạy con cái là một công việc rất vất vả. Bạn nên trân trọng những gì cha mẹ làm cho bạn và yêu thương họ nhiều hơn nhé. Nhện khổng lồ. Nhện khổng lồ đây. Con nhện của em lớn hơn. Bảo tàng thật là vui quá. Thỉnh thoảng hãy quay lại nhá. Chúng ta về nhà rồi nào, vào trong thôi. Có chuyện gì vậy? Nhện khổng lồ. Trời ơi. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở kia. Đi thôi. Ôi trời ơi, đúng là có một con nhện khổng lồ. Thật đấy à? Hình như nó đang kéo cái gì đó. Ôi không, đó là gia đình voi. Chúng ta hãy đi giúp họ ngay. Là cảnh sát trưởng Labrador. Làm ơn hãy giúp bọn cháu. Bắn quân tay.
Voi bố, hãy ra khỏi đây thôi. Tại sao nó lại đuổi theo chúng ta vậy? Nó có thể bị thu hút bởi ánh đèn ô tô. Hãy tắt chúng đi. Cuối cùng nó cũng biến mất. Là đáng sợ quá đi. Chắc chắn con nhện đó có vấn đề. Papillon, hãy kiểm tra xem. Được. Kích hoạt mắt bay. Hả? Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện bức xạ hạt nhân. Bức xạ hạt nhân là gì ạ? Bức xạ hạt nhân là một loại năng lượng đặc biệt. Nếu các sinh vật sống tiếp xúc với nó, chúng có thể biến thành một thứ gì đó khác đi, thậm chí có thể mất mạng. Ôi không, điều đó thật đáng sợ. Con nhện trông như bị đau vậy. Nhìn này, bức xạ đến từ sợi dây chuyền này. Chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay bây giờ thôi. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Đi thôi. Chạy đi. Kia, con nhện thậm chí còn lớn hơn. Babylon, lại gần nó đi. Robby, đi lấy sợi dây chuyền thôi. Đang đó. Ôi không, chúng ta mắc kẹt rồi. Đừng lo, chúng ta có thể phóng ra ngoài. Giữ chặt nhé. Không sao đâu, chúng ta vẫn có thể sử dụng ghế này. Lắc lắc mông bạ và bắn. Wow, đi thôi. Có chuyện gì vậy? Sợi dây chuyền ở đằng kia. Bám chắc vào. Nhanh lên. Babylon. Nhiệm vụ hoàn thành. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, có nhiều loại bức xạ khác nhau có thể gây hại cho chúng ta, chẳng hạn như một số thiết bị điện và đồ dùng, cũng như một số thiết bị nhất định ở những nơi đặc biệt. Chúng ta nên cẩn thận, đừng đến quá gần chúng. Và đặc biệt, khi nhìn thấy biển cảnh báo bức xạ, hãy tránh xa để tránh bị thương. Âm thanh đáng sợ. Thỏ bị
dừng lại đi. Ai thế, dừng lại đi. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đang chơi khăm chúng tôi. Tôi không thể ngủ nổi. Đúng vậy, xin hãy giúp chúng tôi. Mọi người đừng lo, để chúng tôi giải quyết vụ này. Hả? Là ai được nhỉ? Mình phải đi xem trước mới được. Đi nào. Để tôi dùng đôi tai siêu nhạy này nghe thử xem. Ôi không, tôi đau tai quá. Tôi không thể xác định được nơi phát ra âm thanh. Papillon, hãy dùng thiết bị của cô. Được, tôi làm ngay. Quân thân nhỏ, kích hoạt hệ thống định vị âm thanh. Tonton, tôi sẽ tìm ra nơi phát ra âm thanh bằng cách phân tích các bớt sóng. Wow, tìm thấy rồi. Tonton. Hả? Đấy là tiếng bụng tôi đang sôi lên đấy. Quân chân nhỏ, khóa âm thanh này. Tonton. Nhanh nào, đuổi theo. Ơi đi. Tonton. Đường này. Tonton. Để xem là ai nào. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi xin hãy tắt nó đi. Nó làm tôi đau đầu quá sức chịu đựng rồi. Hóa ra là cỗ máy đó đập vào trần nhà đến phát ra tiếng ồn. Babylon, hãy giúp tôi tới đó. Lên nào. Cuối cùng cũng đã dừng lại rồi. Anh Châu, như vậy thật là quá đáng lắm đấy. Tôi cũng không muốn như vậy đâu. Là do hàng xóm trên đầu tôi ngày nào cũng hát vào ban đêm làm cho tôi không ngủ nổi. Tôi chỉ muốn trả thù họ thôi. Nhưng tôi cũng không ngờ nó lại ồn đến như vậy. Nhưng tôi có nghe thấy gì đâu. Đấy, nó đấy. Chính là tiếng hát đó đây. Ai đang hát vậy? Nghe tệ thật đấy. Tiếng đang to dần lên. Chúng ta đi kiểm tra nào. Trên tầng à? Có lẽ nào. Nhà này. Ôi không, là nhà mình. Hả? Họ đang chơi nhạc cụ sao? Hóa ra là nhà cậu à? Hóa ra người làm tôi mất ngủ lại chính là cậu à? Xin lỗi, tôi xin lỗi. Thỏ Pipi, anh Châu. Bởi vì hai người đã gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người. Hai người sẽ bị phạt lao động công ích. Dạ vâng ạ. Tôi sẽ không bao giờ gây ra tiếng ồn nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, làm phiền người khác bằng tiếng ồn là rất xấu, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng ta phải luôn luôn cẩn thận, không làm phiền người khác. Hãy ghi nhớ điều này nhé.
thận sứa biển. Được rồi. Để ba xem nào. Là một chiếc cuốn sách. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, con trai tôi bị một chiếc bút sách cắn tay, xin hãy giúp tôi với. Cái gì cơ? Chúng tôi tới đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, chiếc bút cắn tay con tôi ở đây. Hả? Anh có chắc không? Đúng mà, chiếc bút đó rơi xuống biển rồi. Để tôi kiểm tra xem. Cũng tìm được. Nhưng chiếc bốt này trông bình thường mà. Cái gì vậy? Cẩn thận. Đây là sứa biển. Một số sứa biển có độc. Nếu bạn bị đốt, vết thương có thể bị sưng lên gây đau đớn. Cái gì có độc ư? Cậu bé có thể chuyển biến xấu. Chúng ta cần đưa cháu bé đến bệnh viện ngay. Có chuyện gì vậy? Cả một đàn sứa ư? Ôi không, thuyền bắt đầu bị chìm, chúng ta phải đi ngay. Ở đây cũng có nữa. Sao chúng ở khắp mọi nơi vậy? Nhảy lên đây. Đội mũ bảo hiểm lên. Chúng ta nấp ở chiếc thuyền đằng kia. Chúng ta thoát rồi. Không thể nào. Chỉ có nửa con tàu thôi sao? Con kia to quá đi. Cẩn thận. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta cần hỗ trợ. Xong cả rồi. Pavilion, chúng tôi bị sứa biển bao vây, cần sự trợ giúp của bạn. Đã rõ. Đây là cơ hội thử thiết bị mới của mình. Pavilion luôn luôn có cách. Có thật nhiều sứa biển. Pavilion, chúng tôi đang ở trong chiếc tàu đắm. Tôi đến đây. Hãy xem đây. Pavilion, nhanh lên. Sắp tới rồi. Ôi không, những cái xúc tu đang chặn đường tôi. Nhưng chúng không ngăn cản được tôi đâu. Bóng bóng cứu hộ. Bám chặt vào. Bóng bóng này
tuyệt quá đi ha. Mèo con bị thương, chúng ta phải mau chóng đưa cháu đến bệnh viện. Đã rõ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loài sứa có thể có độc. Nếu bạn bị đốt, nó có thể gây đau đớn và ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Các bạn phải cẩn thận khi chơi ở biển. Nếu bị sứa biển đốt, thì các bạn hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé. Hoạt động bí mật của một nhóm du lịch. Wow, thật tuyệt. Wow, sếp ơi, sếp mặc như thế này tức là chúng ta sắp đi du lịch đúng không sếp? Tôi nhận được báo cáo nói rằng gần đây xuất hiện một tour du lịch lừa đảo. Hôm nay chúng ta sẽ giả làm khách du lịch và điều tra vấn đề này. Đã rõ. Đi nào. Khuyến mãi lần này, đồ ăn ngon tuyệt, du thuyền cao cấp và thậm chí được chiêm ngưỡng kỳ lân chỉ có trong cổ tích. Người bao nhiêu tiền vậy? Chỉ 10 đồng thôi. Nhanh lên, chúng ta sắp khởi hành rồi. Wow, đi đi thôi, đi thôi. Thật là rẻ, đúng là khuyến mại tốt. Chúng ta đi. Chúng ta cũng đi. Đừng đẩy, đừng đẩy. Chúng ta phải hành động ngay. Đợi đã, chúng tôi cũng muốn đi. Lại thêm mấy đứa ngốc đến nữa rồi. Chào mừng, các bạn mau lên xe đi. Chúng ta khởi hành. Ôi trời ạ, cô ta giả trang Lulu thành kỳ lân để lừa khách du lịch. Để tôi đi bắt cô ta. Đợi đã, chưa được. Chúng ta cần thêm bằng chứng. Đi nào mọi người. Tiệc ư? À, như thế này liệu có đủ cho mọi người ăn không? À, có sâu. Đâu? Đâu sâu quá. À, đâu? Chị có chắc là có bọ ở đây không? Ờ, nó đã đi đâu vậy? Có sâu, có sâu, có sâu. Với 200 đồng. Như vậy là quá đắt.
Lũ cá này dễ thương mà. Cá ở đây cũng năng động dữ dội chưa kìa. Mọi người có muốn mua không? Nhìn nguy hiểm quá, chúng tôi không mua đâu. Đúng thế. Chúng tôi cũng không mua đâu. Không mua. Thế thì các người nhảy khỏi thuyền của tôi đi. Vậy ra tour du lịch rẻ này là lừa đảo sao? Thế giờ các người có mua không thì bảo. Ôi con gái tôi. Cảm ơn. Đến lúc bắt tên lừa đảo rồi. Cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát à? Cô đã dùng tour du lịch rẻ để lừa mọi người. Và đây là bằng chứng. Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đâu. Lại là Linh Dương à? Hãy xem đây. Cô sẽ không thoát được đâu. Hãy xem ra đây. Để xem chúng tôi làm được gì nhé. Các người thoát được ư? Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Các bạn nhỏ, người xấu có thể lừa các bạn tham gia vào các tour du lịch lừa đảo với giá rẻ. Sau đó, họ sẽ bắt các bạn phải mua đồ của họ trong chuyến đi. Thậm chí, một số tour còn không đảm bảo an toàn và nguy hiểm. Hãy nhớ cảnh báo ba mẹ cẩn thận không để bị lừa nhé. Mình đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh vòng của mình đâu mất rồi? Ôi không, bánh sông tây và bánh ngọt của mình. Ngon quá đi mất. Ở đằng kia có chuyện gì rồi? Chúng ta mau tới kiểm tra xem. Lừa em, cháu bị sao vậy? Bụng cháu đau quá. Nhanh nào, mau đưa cậu bé đến bệnh viện. Bác sĩ Hiếu, tại sao cậu bé lại bị đau bụng vậy? Có vẻ như cậu bé này đã ăn phải đồ ăn có chứa độc. Cái gì cơ? Lừa chị, em trai cháu vừa ăn gì vậy? Em ấy ăn đồ cháu vừa mới mua, một cái bánh, dâu tây và bánh vòng mà. Papillon, Dobby, chúng ta phải điều tra những cửa hàng này. Đã rõ. Chiếc bánh không có vấn đề gì. Tôi nói rồi, bánh của tôi đảm bảo mà. Tiệm bánh này 100 tuổi rồi đấy. Công thức gia truyền từ đời ông cố nội của cháu mà, nên không thể có vấn đề gì đâu ạ. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Dâu tây này là tự tôi hái luôn đấy, chúng đều tươi mới cả. Con của tôi cũng ăn dâu này luôn mà. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Làm sao mà bánh vòng nhà tôi lại có vấn đề được chứ? Nhìn đi, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Mùi và hương vị đều tuyệt vời. Anh thử đi, ruột bánh mềm mại. Sao lạ nhở? Đây không phải bánh vòng nhà tôi làm.
Là đất sét. Bánh vòng ở đây cũng được làm từ đất sét. Đây cũng vậy. Đến cái gấp bánh cũng được làm từ đất sét luôn. Vậy là lừa em đã ăn phải bánh vòng được làm từ đất sét. Sao lại có thể như vậy được? Dấu tay này là của trẻ con. Là bạn của con trai tôi. Sao lại có nhiều đất sét thế này? Có vẻ như tê giác nhỏ đã làm ra những chiếc bánh vòng này. Gì? Cô tê giác, cô có biết con trai cô đang ở đâu không? Con trai tôi đến công viên chơi rồi. Thằng bé có nhắc là sẽ chia sẻ đồ ăn mình làm cho các bạn. Chia sẻ đồ ăn sao? Ôi không, chúng ta phải nhanh lên. Xong hết rồi. Tê giác nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Nhìn nó ngon quá. Hà mã nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Cậu bé cũng có ở đây. Ở đây cũng không có. Wow. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Một miếng thôi. Một miếng nhỏ thôi. Không được ăn. Cái này có dấu răng rồi. Ôi không. Nhìn nhỏ đã nuốt phải đất sét rồi. Cẩn thận. Mau đưa cô bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được bỏ đồ chơi vào trong miệng, đặc biệt là những món đồ chơi làm từ đất sét nặng. Đất sét có thể rất vui khi chơi và thường có mùi thơm, nhưng nếu ăn phải hoặc nuốt phải có thể gây đau bụng hoặc thậm chí trúng độc. Các bạn đã nhớ chưa? Cẩn thận với đường bị ngập. Trời đời quá, bao giờ mới hết mưa đây? Trời tạnh mưa rồi kìa. Chúng ta mau đi thôi. Đường nhiều nước quá. Không sao đâu, chúng mình cứ từ từ đi là được. Về nhà có ăn cơm được chứ. Nhìn đằng kia kìa. Ai cả? Cẩn thận. Hãy bỏ chính xác về đây. Tê giác nhỏ, thỏ con, đi trên đường bị ngập rất nguy hiểm đấy. Chúng cháu hiểu rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, bọn con bị mất tích rồi ạ. Bọn cháu đi đến đây cùng với nhau, bọn cháu chạy từ hướng kia. Hãy mau đi tìm cháu bé Babylon. Hãy mang bọn trẻ đến nơi an toàn. Hãy tin ở tôi.
Ôi con! Ôi con ơi! Lạ thật, cậu bé đi đâu được nhỉ? Dobby, chúng ta không thể quan sát kỹ mặt đường khi bị ngập, vì thế phải di chuyển cẩn thận. Là mũ của voi con. Cậu bé có thể đã bị cuốn trôi về hướng kia. Chúng ta phải mau sang đó kiểm tra. Voi con ơi! Voi con! Nước ở đây ngập nặng hơn. Chúng ta phải nhanh lên. Voi con! Chỉ là một con cá thôi. Mình phải làm gì đây? Ai đó cứu voi! Voi con ở bên trong. Cửa bị chặn rồi. Dobby, tôi có ý này. Voi con! Cảnh sát trưởng Labrador! Chúng ta mau ra khỏi đây. Nước đang dâng lên, nơi này sẽ sớm bị ngập. Chúng ta phải lặn xuống. Mọi người hãy lấy một hơi thật sâu. Chúng ta ra ngoài được rồi. Ôi không, nước đang tràn về hướng này. Nhanh lên nào, nhảy lại cái thùng kia, trèo đi. Ôi không, là xoáy nước. Trèo ngược lại ngay. Maria! Hả? Tôi tới đây. Mau nhảy lên tầng cứu hộ. Bắt à! Dobby! Đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, sau khi trời mưa, đường có thể bị ngập. Chúng ta cần phải di chuyển cẩn thận và tránh khỏi chúng. Đường bị ngập rất nguy hiểm. Các bạn có thể bị trượt ngã và bị thương, bị trôi xuống cống hoặc thậm chí bị điện giật. Vì vậy, nếu phải ra đường ngay sau cơn mưa, hãy luôn ở gần ba mẹ, đi chậm và cố tránh đường ngập nếu có thể. Hãy ghi nhớ điều này nhé! Cuộc chiến virus! Con yêu, rác phải được bỏ vào thùng rác chứ. Nếu còn xả rác như vậy, vi khuẩn có thể lây lan và khiến chúng ta bị bệnh đấy. Có vi khuẩn ở đây á? Bây giờ chúng biến mất rồi. Mình ra ngoài chơi thôi. Zoom zoom, tớ đang lái một chiếc siêu máy bay đây. Zoom
Hả? Tại sao những đứa trẻ đều hắt xì hơi nhỉ? Tôi cần kiểm tra ngay. Hey, đợi đã. Có thể có virus xung quanh. Babylon, hãy kiểm tra. Đã rõ. Hãy đeo kính siêu bảo hộ của tôi. Chúng sẽ giúp ta nhìn thấy virus xung quanh. Ngầu quá. Wow. Cảnh sát trẻ Labrador, mũi anh to thật đấy. Toby, điều chỉnh chúng ở đây. Nhiều virus quá đi. Đưa bọn trẻ ra khỏi đây. Chúng cần phải đến bệnh viện ngay. Đã rõ. Các bạn nhỏ, ở đây có rất nhiều virus. Các cháu phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Đường này, nhanh lên. Cẩn thận đấy. Đi chỗ khác đi. Không thể thổi bay chúng được. À đây rồi. Nhận lấy này đi luôn. Đến ta đây. Chúng ta quay lại. Hãy đeo khẩu trang vào. Hả? Tôi đến đây. Hãy sử dụng bình xịt khử trùng. Nhưng đừng phun nó vào người. Ta không sợ các ngươi đâu. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Trông họ thật buồn cười. Có rất nhiều virus ở đây. Tránh xa đi. Các bạn hãy đi khám bác sĩ nhé. Hãy đi theo virus để xem chúng đến từ đâu. Mẹ ơi, con thấy không khỏe. Con bị ốm rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ? Mẹ cũng bị ốm rồi. Virus đến từ ngôi nhà đó. Nhanh lên. Đó là gia đình nhà voi. Có nhiều virus quá. Ôi không, họ đã bị nhiễm virus. Chúng ta cần phải cứu họ. Hãy ra khỏi đây ngay. Tất cả rác thải đang lây lan virus. Babylon, hãy dọn dẹp nó. Đã rõ. Dọn dẹp hoàn tất. Đường này. Ôi mẹ. Nó hết rồi. Hãy dùng bình xịt siêu khử trùng của tôi. Cảnh sát trưởng Labrador. Virus đáng sợ quá. Cháu sẽ không bao giờ xả rác nữa. Hãy đưa họ đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, xả rác bừa bãi không chỉ gây hại cho môi trường mà còn sinh ra vi khuẩn.
có thể khiến chúng ta bị bệnh. Vì vậy, chúng ta không nên xả rác. Hãy rèn luyện thói quen vệ sinh thật tốt. Luôn ghi nhớ điều này nhé. Xe ma trong nông trại. Tôi đây là nông dân nhỏ. I-a-i-a-i-o. Cà chua tươi thật ngon này. I-a-i-a-i-o. Ủa? Cái gì kia nhỏ? Tôi đây là nông dân nhỏ. I-a-i-a-i-o. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Alo, đi nào. Có chuyện gì thế này? Thỏ con và vịt con đâu rồi nhỉ? Con bù gì đã sống lại sao? Tránh xa tôi ra. Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador. Là các cháu. Có một chiếc xe ma ở đây, đáng sợ lắm mà. Đừng sợ các cháu, không có gì gọi là xe ma cả. Nhưng chúng cháu thấy nó, đôi mắt của nó to như quả dưa hấu và còn phát sáng nữa cơ. Chiếc mũ của gà con vẫn ở trong miệng nó. Hãy về nhà ngay, các chú sẽ lo việc này. Ở đằng kia, đi nào. Nó kia rồi. Có xe ma thật ư? Cẩn thận! Thế này! Ta không sợ ngươi đâu! Chạy đi! Đau quá! Dobby, dùng cái này! Bây giờ ngươi biết ta có khả năng gì chưa? Chạy đi! Cảnh sát trưởng, trông anh thật buồn cười. Ôi không! Đó, tôi ngửi thấy mùi xăng. Nó đang phun thuốc cho cây. Bánh xe. Tôi hiểu rồi. Nó thực chất chỉ là máy gạt. Tật vậy sao? Ôi không, gà con vẫn ở trong đó. Đi thôi. Cứu cháu.
Đừng sợ hãi, bọn chúng sẽ đưa cháu ra ngoài. Gà con, làm ơn dừng lại đi mà. Cả con, tại sao cháu lại ở trong xe này? Cháu chỉ muốn chơi ở bên trong, nhưng mấy gạt đột nhiên di chuyển. Cháu sẽ không bao giờ chơi trong xe nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng nên chơi ở trong xe một mình. Nó rất nguy hiểm. Nếu bạn vô tình khởi động xe, nó có thể mất kiểm soát và gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn và những người khác. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng đừng chơi đùa trong ô tô và an toàn là trên hết. Cửa hàng bánh ngọt bị cháy. Wow, quế cương cũng được mua bánh. Nhanh lên, nhanh lên, bánh ngọt ở cửa hàng này tuyệt lắm. Wow, ngọt tuyệt vô nào. Nhanh nào, tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Cháu xin lỗi ạ. Các cháu hãy cẩn thận khi chơi nhá. Vâng ạ, chúng cháu nhớ rồi ạ. Ông chủ voi, chúng tôi muốn mua 3 chiếc bánh đặc biệt. Không vấn đề, sẽ có ngay. Bánh của bạn đây. Mau sơ tán mọi người. Cháu đừng sợ, mau đưa cậu bé ra ngoài. Không, không, cửa hàng của tôi. Cẩn thận, hãy mau ra khỏi đây. Cửa hàng của tôi cháy hết rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy tìm kẻ gây ra vụ cháy này. Đừng lo lắng, hãy để chúng tôi giải quyết. Chúng ta hãy đi xem nào. Anh ta trông đáng nghi quá. Có lẽ nào là anh ta. Đứng lại ngay. Anh có phải là người đã châm lửa không? Hả? Cái gì? Không phải tôi. Tôi chỉ tới đó để mua bánh thôi. Vậy tại sao anh lại ăn mặc đáng ngờ như vậy? Vì tôi đang bị cảm. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra hiện trường. Đi nào. Cửa hàng bị hư hỏng nặng. Chúng ta cần phải cẩn thận. Đã rõ. Cẩn thận. Đây là cái bánh mà tôi chưa được ăn. Dobby, anh không sao chứ? Tôi không sao. Là bật lửa, đó là của ngỗng bố. Chúng ta cần phải tìm anh ấy ngay. Ngỗng bố, đây có phải là bật lửa của anh không? Bật lửa là anh đã châm lửa phải không?
cái gì? Không, không phải tôi đâu. Bố định thắp nến cho bánh sinh nhật của chúng cháu à? Nhưng chiếc bánh vẫn chưa được thắp lên mà. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Mày mối lại gián đoạn rồi. Chúng ta thậm chí còn chưa tìm ra ai gây ra vụ cháy. Tôi đã tìm thấy gì đó. Hả? Sếp, mặt của anh. Dựa trên bằng chứng, đây là nơi ngọn lửa bắt đầu. Hả? Tôi đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Cảnh sát trưởng Labrador, anh đã phát hiện ra điều gì rồi phải không? Đúng vậy, anh em voi đằng kia đã châm lửa. Cái gì? Là các con tôi à? Không phải chúng cháu, chúng cháu không làm. Các bạn nhỏ, có phải các cháu đã chơi súng phun nước đúng không? Vâng, chúng cháu đang chơi trò cảnh sát bắt cướp. Bọn trẻ chơi súng nước và xịt nước vào ổ điện khiến chập điện rồi cháy. Tôi không thể tin được các con tôi đã gây ra vụ hỏa hoạn này. Ba ơi, chúng con xin lỗi. Hãy nhớ đừng bao giờ nghịch nước gần các thiết bị điện, được chứ? Chúng cháu nhớ rồi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chơi đùa với nước ở gần ổ điện rất nguy hiểm. Nếu nước lọt vào ổ cắm, nó có thể gây ra sự cố về điện và thậm chí gây cháy. Hãy nhớ điều này nhé.